Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định thời tiết cả nước ổn định, ngày nắng, trời có mây. Tuy nhiên, khoảng gần sáng mai, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ. Sau đó lan ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C. Riêng khu vực vùng núi từ 12 đến 14 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Còn ở tại Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Cũng do ngày nắng nhiều làm cho tiết trời khô hanh. Về nhiệt độ từng khu vực cụ thể như sau. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, cao nhất 25 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 20 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 26 đến 32 độ C. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Riêng ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C.